Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn về một cái sản phẩm mới của Diện Trần, đó là cây lược đa năng các bạn ạ. Thì trước đây mình đã có cái cây này, đây là cây lược tiên của Diện Trần. Sau này thì trong Diện Trần, thầy Bùi Quốc Châu và thầy Bùi Minh Tâm có chế ra cây này gọi là cây lược đa năng. Thế thì mình cùng xem cái tác dụng của nó như thế nào. Thì cái lược này có một cái hay là như cái lược bé mà các bạn hay để trong cái ví, trong cái túi xách tay ấy, các bạn có thể cầm đi khắp nơi. Đây là cái đặc điểm của cái lược này, giống như cái lược trong khách sạn các bạn ạ. Mình có thể bỏ trong ví của mình và đi được mọi nơi. Thì lược đa năng, tại sao lại gọi đa năng? Tại vì nó có rất nhiều chức năng các bạn ạ. Cái đầu này nó giống như cây lược tiên, thì cái này mình sẽ dùng, mình chải đầu ở cái răng này đó. Thì cái tác dụng của nó sẽ làm khí huyết lưu thông mạnh, giải trừ những bế tắc về huyết, nhờ đó mà khí thông theo. Ngoài ra nó còn có tác dụng là tăng lực, an thần, làm dịu thần kinh, do đó làm khỏe, tỉnh táo, chống đau nhức, căng thẳng, làm mọc tóc, chống rụng tóc và chống gầu, rất là hiệu quả các bạn ạ. Thì khi mà các bạn chải trên đầu thì thông thường các bạn chải như bình thường thôi, chúng ta sẽ chải từ mí tóc trán ra tận sau gáy. Và các bạn yên tâm rằng cái răng này của nó ấy, thì nó được mài mịn rồi nên nó sẽ không bị đau đầu. Đấy là cái đặc điểm lớn nhất của những cái cây lược của Diện Trần. Ngoài ra cái phần lưng này các bạn này, nó giống như những cây cây giò kích cỡ này, nó to hơn chút, nó bằng cái đầu một của cây sao chổi ấy. Và cái đầu này nó lõm vào để mình làm gì ạ? Để mình có thể chải trên cổ vai gáy, hoặc là chải trên tay như thế này đó. Hoặc là các bạn có thể chải trên cái vùng đùi để chữa tắc tĩnh mạch chi hoặc giãn tĩnh mạch chi. Thì cái này rất thuận tiện, tại vì mình đi đâu mình cũng có thể cầm cái lược này mình chải được. Và khi chữa tắc tĩnh mạch và giãn tĩnh mạch ấy, thì các bạn nhớ là chải một chiều, tất cả lại đều hướng về tim hết. Và mỗi nơi các bạn làm độ khoảng 5 phút, chia 3 lần cách khoảng như vậy. Ví dụ làm như này cứ khoảng 1 phút rưỡi, sau đó đổi sang bên chân bên kia, tay bên kia, sau đó đổi lại như vậy khoảng 3 lần. Một ngày các bạn làm 3 đến 4 buổi như vậy là được. Đó là cái đầu này, đầu lõm này. Đầu này là đầu cây giò các bạn này. Thì các bạn biết tính năng của cây giò rồi. Mình ở đầu giò này để mình ấn huyệt này, các bộ huyệt này, để mình có thể gạch mặt để cấp cứu ngất xỉu trúng gió này. Đó, để mình có thể day huyệt cho bệnh nhân. Mình cầm thế này mình day. Đó, day này, hoặc là ấn này, 1, 2, 3, hoặc là day 30 tiếng đếm này, hoặc là để gạch khắp mặt trong trường hợp cấp cứu ngất xỉu trúng gió. Như vậy tất cả là có trong một cái lược này, vừa là chải đầu này, vừa là chải trên thân người, chữa đau nhức tại chỗ trên thân người này, chữa tắc tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch này. Và đầu này mình dùng để mình ấn huyệt này. Tóm lại cái cây lược này nó rất là thuận tiện cho các bạn khi mà các bạn để trong ví và mang đi xa.